Một miếng đất vườn đẹp lắm cô chú anh chị ơi, đất nhà cắt ra bán chưa có qua nhà đầu tư luôn, chỉ có 450 triệu thôi, có thổ cư hả cô chú anh chị. Thì hôm nay em tiến về xã Đông Hòa của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để quay và giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị mình một miếng đất vườn với diện tích cắt ra bán là ngang 8 dài 40 nha cô chú anh chị. Trong đó là chủ sẽ hỗ trợ cho mình thêm 100 mét vuông thổ cư luôn. À, giá chỉ có 450 triệu thôi. Thì đây là cái miếng đất em muốn quay và giới thiệu cho cô chú anh chị mình nha. Trên đất thì em thấy là có một số loại cây trái nè, rất là thích hợp để cho quý cô chú anh chị mình về đây mình xây nhà ở định cư lâu dài, mình đi làm công ty xí nghiệp hoặc là mình cũng có thể làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha cô chú anh chị. Đất của mình á, sẽ phía trước mình á, sẽ có một cái con kênh thoát nước công cộng này cô chú anh chị. Và đối diện đất của mình là một con đường bê tông công cộng rộng khoảng 2,5 m nha. Thì từ cái vị trí này nè cô chú anh chị mình theo con đường này tầm 1 cây số thôi là sẽ ra tới đường tỉnh lộ 876 nha cô chú anh chị. Thì từ đường tỉnh lộ 876 đó cô chú anh chị mình vào trái á, là mình sẽ đi về hướng trung tâm của xã Vĩnh Kim nè. Thì mình cách chợ giữa Vĩnh Kim đâu đó khoảng tầm là 1,7 cây số ha. Còn nếu mà cô chú anh chị mình quẹo phải á, là mình sẽ đi về hướng trung tâm của xã Đông Hoa về quốc lộ 1A nha cô chú anh chị. Ở khu vực này là em thấy là điện nước wifi có đầy đủ nè, có hệ thống đèn đường chiếu sáng của nhà nước luôn, dân cư thì cũng rất là đông luôn nha. Và cái hướng ngược lại, cái con đường này cô chú anh chị mình cũng thông ra được đường tỉnh lộ 876 luôn nha cô chú anh chị. Rồi thì cái miếng đất của mình á, thì do là đất nhà cắt ra bán cho nên là sẽ cắt ra bán cho mình là ngang 8 mét nha cô chú anh chị. 8 mét mình sẽ tính từ ngay chỗ vị trí cây dừa này nè, mình đo ngang qua đây là 8 mét, sâu vào hết đất luôn là 40. Trên đất thì chủ sẽ hỗ trợ thêm cho mình là 100 mét vuông thổ cư và giá là 450 triệu nha. Thì giá cả này sẽ còn thương lượng nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm, mình cũng có thể đi xem, mình gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng luôn. Thì đất của mình sẽ quay về hướng đông bắc nha. Ở khu vực này không khí rất là trong lành và mát mẻ luôn cô chú anh chị. Rất là thích hợp để cho cô chú anh chị mình về đây mình xây nhà ở, làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào cái bên trong phần đất của mình ha, để quay cho cô chú anh chị mình xem chi tiết hơn nha. Đây là nhà chủ đất luôn nè cô chú anh chị. Thì do là chủ cũng đang cần tiền làm ăn cho nên cắt một phần đất để bán cho mình ha. Đó, thì đây là đất của mình. Rất là cao luôn ha cô chú anh chị, không có ao hồ thấp trũng nè. Đó, bên đây là phần đất của nhà chủ đất ha, sẽ cắt ra phần đất này bán cho cô chú anh chị. Trên đất thì em thấy có một số loại cây trái như có dừa nè, có mít và có chuối ha, có bưởi nữa nè. Đó, thì nữa mà cô chú anh chị mình về đây mình cũng có thể cải tạo nè, mình san lấp, mình cũng có thể trồng sang cả những loại cây trái khác vào ha. Thì trên đất sạch đẹp cao ráo nha cô chú anh chị, không có mồ mả. Nhưng mà ở vị trí cuối đất cô chú anh chị, bên nhà hàng xóm sẽ có mồ mả ha. Thì đây nè cô chú anh chị, mình nhìn mình sẽ thấy nè. Đó, về thì nếu mà cô chú anh chị mình mua về, mình cũng có thể xây một bức tường rào ở đây nè cô chú anh chị. Với ở đây nè cô chú anh chị, ở đây là một cái ao mà để mà chủ đào để mà động cá nha cô chú anh chị, chứ không phải là huyệt nha. Đó, chủ nói với em là như vậy nha cô chú anh chị, không phải là huyệt ha, là cái ao để mà chủ đào để mà động cá ở đây. Cuối đất của mình thì cũng có nhà hàng xóm nha, nhưng mà ở khu vực này có một cái khuyết điểm nhỏ là mình sẽ có mộ ha cô chú anh chị. Đó, thì phía cuối đất của mình 40 mét là khoảng tầm đâu đó ngay chỗ vị trí này nè cô chú anh chị. Thì chủ sẽ cắt ra bán đúng cho mình luôn là ngang 8 dài 40 ha, có 100 mét vuông thổ cư, giá là 450 triệu nha cô chú anh chị. Thì em xin nhắc lại nha, ở đây thuộc về xã Đông Hòa của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Đó, một miếng đất vườn, đất nhà cắt ra bán chưa qua nhà đầu tư luôn, chỉ có 450 triệu thôi. Cô chú anh chị mình có ngay một miếng đất vườn ngang 8 dài 40, 100 mét vuông thổ cư nè. Đó, đường thì em thấy là xe ba gác đi được nè, hoặc là xe ô tô nhỏ gọn 4 chỗ là mình cũng có thể vào tới luôn nha cô chú anh chị.
Ở đây mà cô chú anh chị mình đi chợ nè, trường học, ủy ban, bán kính chỉ có 2 cây số thôi. Mình nằm giữa hai cái chợ lớn luôn á cô chú anh chị, một là chợ Bình Kim nè, hai là chợ Đông Hòa. Thì nếu mà ở khu vực này nè, cô chú anh chị mình đi ra chợ Bình Kim thì gần hơn là chợ Đông Hòa ha cô chú anh chị. Mình đi chỉ có 1,7 cây số là sẽ tới chợ Bình Kim. Đó, khu vực chợ Bình Kim sẽ có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, ngân hàng nè, nhà thờ này cô chú anh chị, phòng khám đa khoa, tất cả các tiện ích nằm ở khu vực đó, mình đi chỉ có khoảng là 1,7 cây số thôi. Còn từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh á, cô chú anh chị mình di chuyển về cái miếng đất này thì đâu đó khoảng tầm là 70 cây số nha. Thì nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm miếng đất này, hãy gọi ngay cho em với số điện thoại bên dưới màn hình để em có thể dẫn cô chú anh chị mình đi xem đất này, sau đó mình sẽ gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng thêm nha. Giá chỉ có 450 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Một miếng đất vườn rất là đẹp luôn nha, vuông vức luôn cô chú anh chị. Cây trái thì trồng tươi tốt ha, điện nước wifi có đầy đủ. Khu vực này là đất nước ngọt quanh năm luôn nha cô chú anh chị, không có bị ngập lụt nha. Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem hết video này của em nha.